Xin chào quý chị quay trở lại với Mr. Anh Bất Động Sản. Hiện tại Hoàng đang có mặt tại khu đảo nhỏ, phân khu Ngọc Trai, khu đô thị Vinhomes Xuân Bắc. Và hôm nay Hoàng sẽ đưa đến chị một căn biệt thự song lập có nội thất đẹp nhất từ trước đến nay. Và trước khi bắt đầu video, anh chị vui lòng đừng quên để tặng Hoàng một like, một đăng ký kênh để Hoàng có thêm lực làm nhiều video tiếp theo để chia sẻ đến chị trong thời gian tới. Và căn biệt thự song lập Hoàng muốn giới thiệu đến anh chị đó chính là căn biệt thự ở dãy Ngọc Trai 5 của khu đảo nhỏ, phân khu Ngọc Trai. Căn này thì có diện tích đất là 165m², hướng cửa chính là hướng Đông Nam. Và mỗi lần Hoàng bước vào phân khu Ngọc Trai này thì bản thân anh thấy là gì? Là không khí trong lành ở đây rất là mát. Vì sao ạ? Vì toàn bộ cái không khí ở khu Ngọc Trai nhỏ này là được điều hòa bởi cái hồ Ngọc Trai 24,5 hecta. Đông Nam nó sẽ thổi toàn bộ không khí vào đây. Do đó thì không khí vào đây mỗi lần bước vào thì anh thấy rất là trong lành. Căn này có mặt tiền lên đến 9,2m anh chị nhá. Một cái mặt tiền rất là lớn, lại là hướng Đông Nam. Do đó thì hướng gió ở đây rất là mát. Ở căn này thì có diện tích xây dựng một sàn là 88m², một con số cũng tương đối lớn so với các căn song lập tại phân khu Ngọc Trai này. Và bật mí với anh chị là gì? Là cái điều mà anh muốn giới thiệu với chị đó chính là phần nội thất bên trong căn biệt thự song lập này. Nó đẹp chưa từng có luôn. Và ngay bây giờ anh mời chị chúng ta cùng khám phá. Và khi bước vào cái căn biệt thự song lập này, anh chị có thể thấy là gì? Là gia chủ đã decor và thiết kế cái không gian cảnh quan bên ngoài, cây xanh thực sự rất là mát. Và ngay ở dưới tán cây là cây bàng, là cây xoài này, thì ở bên này gia chủ đã bố trí rất nhiều các giỏ lan này ở bên hông này. Và mỗi lần bước vào đây thì cảm giác là không khí nó rất là trong lành, thực sự rất là mát. Và ở phía trước đây anh chị có thể thấy là cũng rất nhiều giỏ lan đây. Thực sự gia chủ rất là tâm huyết với căn biệt thự này. Và điều tâm huyết lớn nhất chúng ta hãy cùng khám phá ở phòng khách của tầng 1. Và khi bước vào phòng khách của căn biệt thự sau lập này thì bản thân mình thấy là không gian đây thực sự đã rất lâu rồi mới một căn biệt thự sau lập mà có nội thất đẹp như này, có nhu cầu chuyển nhượng tại Vinhomes Xuân Bắc. Và khi vào phòng khách này chúng ta có thể thấy được là một cái bộ bàn ghế rất là lớn. Anh chị có thể thấy rất là thoải mái để tiếp khách. Bàn ghế này thì thực sự rất là cao cấp. Và khi đi vào không gian của bên này, một cái tivi rất là lớn này. Và anh chị có thể biết được là cái phong cách kiến trúc của căn biệt thự song lập này là gì không ạ? Hoàng nghĩ là phong cách kiến trúc của căn biệt thự song lập này ấy, thì nó sẽ có một chút Indochine cộng với kết hợp một chút phong cách hiện đại. Đó, khi đi vào toàn tổng thể này. Và một điểm quan trọng là gì? Anh chị có thể thấy ở đây là gia chủ đã bố trí thang máy đi lên các tầng. Không có nhiều căn biệt thự song lập có bố trí thang máy đẹp như căn biệt thự này. Đi sâu bên trong này, anh chị sẽ thấy được là với diện tích xây dựng 88m² một sàn ấy, thì cái không gian của khu vực bếp này sau này rất là rộng luôn, với một cái bàn ăn dài như này. Và bên này là một khu đảo bếp rất là lớn. Và ở tầng 2 chúng ta sẽ có hai phòng ngủ. Với phòng đầu tiên đó là phòng ngủ master này. Gia chủ cũng đã bố trí cái nội thất thì sẽ gồm hầu hết là anh thấy là điểm nhấn chính. Đó là cái nội thất là gỗ tự nhiên cao cấp. Anh chị có thể thấy là khi bước vào cái sàn gỗ tự nhiên này thì nó sẽ rất là chắc chắn và cảm giác đi vào rất là mát luôn. Và cơ bản thì không gian của cái phòng ngủ master này ấy, thì anh thấy là cái tông màu đây là gia chủ sử dụng là cái tông màu trầm. Nó sẽ phù hợp với các anh chị có tuổi một chút. Hoàng nghĩ là những anh chị mà khoảng trên 40 tuổi sẽ rất là thích cái không gian của cái phối cảnh màu như thế này. Với phòng ngủ master diện tích rất là lớn này thì gia chủ cũng đã bố trí đầy đủ cái hệ tủ quần áo rất là lớn như này. Toàn bộ này có cả đèn ở trong để anh chị có thể bố trí là mình lấy đồ rất là thuận lợi. Và đi sâu bên trong này sẽ là cái phần phòng tắm và nhà vệ sinh. Về cơ bản thì Hoàng nghĩ là với những căn nội thất này thì đồ đạc của cái khu vệ sinh này cũng đã đầy đủ rồi. Không có thiếu một thứ gì cả. Và với những căn song lập như này thì ngoài cái việc mà nội thất không gian cái phòng master
chúng ta sẽ có thêm một cái bàn công ở trước này, với cái hướng cửa chính đông nam này. Thực sự thì sẽ rất là mát. Đây ạ, anh chị có thể thấy khi bước ra toàn bộ cái ban công của cái tầng 2 này với hướng đông nam này, và phía trước rất nhiều cây xanh, thì không khí thực sự rất là trong lành. Chúng ta hãy cùng tiếp tục khám phá cái phòng ngủ thứ hai của tầng 2 này. Và phòng ngủ thứ hai này thì diện tích nó nhỏ hơn một xíu, tuy nhiên thì nó cũng rất là đầy đủ công năng và toàn bộ cái trang thiết bị. Như anh cũng đã nhấn mạnh với chị là gì? Là căn này cái không gian tổng thể, phối cảnh của nó là màu trầm, và cái điểm nhấn chính là các cái nội thất gỗ. Gỗ này là toàn bộ gỗ mun anh chị ạ. Và cũng như thể là cái phòng master ở đằng sau này, cái phòng ngủ thứ hai của tầng 2 cũng sẽ có cái ban công ở phía sau tây bắc này, cũng rất là thoáng. Đó, anh chị có thể quan sát đây. Ở phía hông bên sau này cũng rất là thoáng. Và chúng ta hãy tiếp tục khám phá tầng 3. Và ở tầng 3 sẽ gia chủ sẽ bố trí là một phòng ngủ và một phòng thờ ở hai bên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khám phá cái phòng ngủ thứ 3 của căn biệt thự này. Cũng như thể hai cái phòng ngủ ở tầng 2 thì phòng ngủ thứ 3 của tầng 3 này cũng đã bố trí là nội thất gỗ tự nhiên này. Rồi cái không gian của cái phòng ngủ thứ 3 này thì do là dành cho con gia chủ nên là cái tông màu nó sáng hơn và thêm điểm nhấn thêm những cái màu vàng này. Và vẫn là diện tích đủ để có thể là bố trí cái căn phòng ngủ khép kín này. Và ở bên hông anh chị có thể thấy được là cũng rất nhiều ánh sáng ở phía cửa này và ở phía ban công này. Đó, đều có ánh sáng tràn ngập cái phòng này. Mặc dù diện tích cũng tương đối hạn chế, tuy nhiên anh thấy cũng rất là thoải mái để có thể là sinh hoạt. Và chúng ta hãy tiếp tục sang đến cái phòng mà bản thân anh rất là tâm huyết với căn biệt thự này, đó chính là phòng thờ. Phòng thờ này thì gia chủ bố trí rất nhiều những nội thất gỗ cao cấp. Đầu tiên là Hoành thấy là cái bộ bàn ghế này là gỗ chắc, ngồi vào thì rất là chắc chắn và thoải mái, và nhìn thực sự là rất là tâm huyết. Và toàn bộ ở cái phần không gian, các cái vách gỗ của cái gian thờ này thì là bố trí là ốp nội thất gỗ ốc chó. Và anh chị có thể thấy là gì? Là toàn bộ cảm giác đi vào cái phòng thờ này nó có gì đó rất là trang nghiêm và rất là tâm huyết của gia chủ dành cho không gian của cái phòng như này. Và ở tầng tum tầng 4 này thì anh chị có thể thấy được đây, không gian này là gia chủ đang không có nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên thì Hoàng nghĩ là nếu như anh chị về, anh chị có thể bố trí là một cái không gian đọc sách, một cái phòng kho hoặc là phòng đa di năng theo nhu cầu của anh chị. Và rất hay là căn biệt thự song lập này là có thang máy này lên đến tầng tum tầng 4 này anh chị nhé. Nó rất là thuận lợi khi mình sinh sống. Không có nhiều căn biệt thự mà lại có cái thang máy lên đến tầng tum này đâu anh chị ạ. Đây ạ, nó sẽ có hai không gian hiện tại là vẫn đang trống này, ở bên này, bên này. Anh chị có thể về bố trí theo nhu cầu của mình. Và ở bên phía bên trái của anh đây, đó là khu không gian của phòng giặt và phơi đồ, cũng trang bị đầy đủ toàn bộ cái đồ điện tử của Toshiba, máy giặt và máy sấy đây. Vừa rồi thì Hoàng đã cùng anh chị chúng ta cùng khám phá căn biệt thự song lập có nội thất đẹp như thế này. Và căn này hiện nay gia chủ đang chào bán với mức giá là 39,5 tỷ bao toàn bộ thuế và phí, gồm toàn bộ full nội thất và toàn bộ nội thất gỗ tự nhiên như này. Và nếu như chị quan tâm căn biệt thự song lập này, anh chị có thể liên hệ anh qua số hotline trên màn hình để đặt lịch tham quan trực tiếp. Và tất nhiên rồi, nếu như anh chị ưng ý thì có thể hẹn gặp chủ nhà để đàm phán mức giá cuối cùng. Và cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Anh chị đừng quên dành tặng anh một like và một đăng ký kênh để Hoàng có thêm được đưa đến anh chị nhiều sản phẩm biệt thự Vinhome với mức giá tốt hơn trong thời gian tới. Và bây giờ thì xin chào, hẹn lại chị ở những video tiếp theo.